Kim Dung xin kính chào khán giả. Kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi The Kim Dung Show, một mỗi tuần một sự kiện trong đầu năm mới này với cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Và thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng 2021, là ngày tân tổng thống Hoa Kỳ nhậm chiết mà cho đến giờ này thì cũng chưa có ai đoán được cái diễn tiến ngày 6 tháng Giêng 2021 sắp tới sẽ ra sao trong cái bối cảnh mà lưỡng viện phải quyết định một số những cái tiểu bang đã đệ nạp danh sách đại cử tri khuyên dự khuyết. Như vậy chúng ta có thể hình dung như thế nào về cái tình hình chính trường cũng như là Quốc hội Mỹ với cái sự tranh chấp đang quyết liệt xảy ra với một cái câu hỏi được đặt ra là liệu có được một cái sự bàn giao êm đẹp giữa ông Trump và ông Joe Biden hay không và sau đó sẽ là cuộc tranh đua để giành quyền lực giữa hai đảng. Kim Nhung kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây với cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã trên cái vấn đề quyết định này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kim Nhung xin rất hân hạnh trở lại kính chào cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Trong đầu năm mới thì Kim Nhung rất là hân hạnh để có được ông mở đầu cho chương trình đầu năm 2021. Kính chúc ông có một năm mới thật là mạnh khỏe, an toàn và luôn đầm ấm cũng như là hạnh phúc bên người thân của mình. Kính chào ông. À xin chào Kim Nhung và xin chào khán thính giả trong cái chương trình hôm nay mở đầu à, năm 2021. Vâng Kim Nhung xin kính cảm ơn ông. À thưa với ông trước tiên Kim Nhung xin một lần nữa rất là cảm ơn ông cũng đã có mặt thường trực với được Kim Yoô từ cái ngày đầu trong cái lần bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 để mà chúng ta có thể tường trình đến quý khán giả những cái tin tức chính xác và trung trực về cái diễn tiến cũng như là bầu cử và tiếp theo sau đó đó là cái quá trình tranh tụng hậu bầu cử và ngày hôm nay cái vấn đề cuối cùng tức là chúng ta chỉ còn có hai tuần lễ nữa thì theo hiến pháp Hoa Kỳ phải có một tân tổng thống trong ngày 20 tháng riêng. Như vậy thưa ông, năm nay 2021 đã bắt đầu thì chúng ta có thể trả lời thế nào đối với một cái vấn đề mà hình như mọi người trong cũng như là ngoài nước Mỹ có thể nói là bao gồm cả Trung Cộng đang quan tâm đó là nước Mỹ sẽ như thế nào và đi về đâu với một cái câu hỏi chúng ta đặt cụ thể đó là liệu có được quốc sự bàn sao em đẹp giữa ông Trump cũng như là ông Joe Biden hay không? Kính mời ông. À, năm 2021 đã bắt đầu. Tuy nhiên, hiện đang có một số vấn đề uh, chưa uh, chắc chắn, không biết giải quyết như cách nào và kết quả như sau ra sao và sự kiện này nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống chính trị tại Hoa Kỳ cũng như những gì thế giới và đặc biệt là Trung Quốc, mong nơi Hoa Kỳ thì có thể chúng ta có thể ví cái thời gian này đó như là một cái sự yên lặng trước cơn bão thì cái tình trạng bất định này đó nó xảy ra trong cái bối cảnh của có ba cái mà tôi muốn nói là ba luồng gió chính trị hiện đang quyện vào và hợp lại có thể có những cái hậu quả mà tới giờ này chúng ta chưa tiên đoán được và những cái luồng gió đó ngày càng tăng gia tốc độ và cường độ thì luồng gió thứ nhất đó là cái vấn đề cấp thời xảy ra vào ngày 6 tháng giêng nghĩa là ngày mai sau khi khán thính giả qua chương trình này thì trong ngày đó quốc hội phải giải quyết cái vấn đề số phiếu đại cử tri cho hai ông Biden và Trump khi mà có cái sự tranh chấp do một số dân biểu và thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa muốn chính thức nêu lên để quốc hội cứu xét rằng tại tiểu bảy tư ban chân rồi có những cái danh sách đại cử tri dự khuyết và theo những cái hai cái đạo luật đã có trong uh, uh, hiến pháp là cái gọi là đạo luật đếm phiếu 1887 Electro count act và tu chính án 12 của hiến pháp 1864, thì đã đưa ra những quy định phải giải quyết vấn đề đó như thế nào. Thì cái mối đó là cái mối lộ Âu không những cho những người đã bầu cho ông Trump trên 47 triệu dân, mà cũng cho đảng Dân Chủ và những người trong giới truyền thông đã đồng minh với họ từ lâu nay, mong muốn kháng thính giả và toàn dân Hoa Kỳ nghĩ rằng mọi chuyện đã an bài và ông Biden sẽ là Tổng thống đó là một cái luồng gió thứ nhất mà chúng ta chỉ biết được sau ngày 6 tháng giêng. Vâng, thưa với ông trong cái tình trạng im lặng trước cái cơn bão chính trị đang diễn ra thì người dân họ uh, lẽ dĩ nhiên hiện tại bây giờ họ đang chờ đợi cái sự uh, rất là khả quan và vui mừng vì cái chương trình chích ngừa cũng đã bắt đầu với hai cái vaccine nhưng mà đại dịch vẫn khốc liệt và chúng ta phải có một cái câu hỏi quyết định vấn đề chính trị nêu trên vẫn tùy thuộc vào nhiều cái ẩn số như vậy ông có thể mở một cái dấu ngoặc để mà có thể nói riêng về cái vấn đề đại dịch hay trang vì là ta thấy là hiện nay đang xuất hiện một cái loại virus biến thể mới bắt nguồn từ Anh Quốc mà cũng đã phát hiện một số ca nhiễm chủng mới này ở tại Hoa Kỳ rồi kính mời ông à, đúng thế cái luồng gió thứ hai trong ba luồng gió tôi nói đó là cái sự kiện là cả thế giới đặc biệt như dân mỹ biết rằng hiện nay đã có hai vaccine do hai công ty mỹ sản xuất và một vaccine do công ty anh quốc sản xuất đã được công nhận là có thể sử dụng một cách hữu hiệu tuy nhiên người dân mỹ vẫn còn à, hồi hộp là vì chưa biết được khi nào mình được chích. là tại vì như khán giả biết tại hoa kỳ chính quyền tiểu bang là chính quyền quyết định cái thời biểu cũng như ưu tiên những người được chích mặc dù cơ quan CDC của chính phủ liên bang đã đưa ra đề nghị à, có thể nói là đề nghị ưu tiên thứ nhất họ gọi là 1A vào ngày 3 tháng 12 vừa rồi và hai cái ưu tiên sau là 1B và 1C họ đưa ra đề nghị đó ngày 22 tháng 10 à, tháng 12 vừa rồi. Thì, tuy nhiên tiểu bang sẽ quyết định và một số tiểu bang nhất là ở trên massachusetts có nhiều đề nghị nói rằng bây giờ phải có một tí gọi là chính trị hóa cái chương trình chích vaccine là vì một số tiểu bang đang có thể nói là thực thi cái loại chính trị mà gọi là dựa trên uh, gọi là màu da thì về cái vấn đề vaccine có nhiều uh, đại diện dân cử mấy tiểu bang đó nói rằng nên chích cho những người mỹ gốc da đen ngay cả những người phạm tội đang ở tù mà gốc Mỹ da đen là tại vì những người này là nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc khán giả thấy rõ đó là một cái sự chính trị hóa của vaccine không thể chấp nhận được tuy nhiên chính quyền tiểu bang sẽ lợi dụng cái vấn đề này về để tiếp tục duy trì không những duy trì cái sự gọi là cái cái chế độ cách ly mà còn nới rộng nó thêm bằng qua những cái à, gọi là là biện pháp à, à, giới nghiêm. Và đặc biệt nhất là chưa để cho con em trở về trường học. Ngoại trừ những con em của gia đình khai giả cho mấy đứa nó đi học tại các trường tư hay các trường đạo. Vâng, thưa với ông, trong cái tình trạng mà ông gọi là sự yên lặng trước cơn bão, bao gồm những cái tranh chấp quyền lực giữa những cấp lãnh đạo dân chủ cũng như là Cộng hòa tại Quốc hội đối với những cái vấn đề mà ban hành đạo luật để mà cứu trợ đại dịch hoặc là ngay cả vãn hồi kinh tế rồi tài trợ hoạt động của ngành hành pháp một cách có trách nhiệm trong cái với cái ngân khoản tài trợ có chính sách và chương trình nhằm để mà vãn hồi cũng như là gia tăng kinh tế mà không phải bị gia tăng cái mức nợ quốc gia như vậy ông có thể cụ thể hơn vấn đề này à đúng thế cái luồng gió thứ ba mà tôi nói đến đó là cái sự tranh chấp uh, về cách áp dụng luật lệ giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ và cái sự tranh chấp này đó hiện nay đang uh, diễn ra uh, trong cái vấn đề mà một cái dự thảo luật do hạ viện đưa lên thượng viện Uh, nôm na gọi là cái dự luật omnibus bill cái dự luật đó có hai phần một phần là có cái ngân khoản cho việc cứu trợ đại dịch là 900 tỷ một phần nữa đó là uh, ngân sách của ngành hành pháp cho tài khoá 2021 theo uh, luật lệ của chính phủ Hoa Kỳ mỗi tài khoá chấm dứt vào cuối tháng 9 thành thử ra tài khoá 2021 là cuối tháng 9 năm 2021 thì cái phần đó đó là 1.400 tỷ thành hai phần cộng lại đó là 2.300 tỷ mà hai cái phần đó là phải biểu quyết chung chứ không thể tách ra một phần biểu quyết ra một phần biểu quyết sâu là tại vì từ trước đến đây hai cái cách đã làm đó không có đem kết quả thành là kỳ này mấy lãnh à, lãnh tụ của hai đảng đồng ý đi công vấn đề ở à, trong trong cái đi theo con đường này Tuy nhiên, mặc dù Quốc hội đã à, hạ viện đã à, đồng ý trên 2.300 tỷ đó, trong đó có 600 à, 600 đô la hàng tháng cho những người với lợi tức dưới 75.000 một năm. Tuy nhiên sau đó ông Tổng thống Trump nói phải tăng lên 2.000, thì mấy người trong đảng dân chủ lập tức theo và, và, và tán thành và thúc giục thượng viện mặc dù bà Pelosi chủ tịch hạ viện đã ngâm tôm cái vấn đề mà ông tổng thống Trump đề nghị cách đây mấy tháng, cái vấn đề mà tranh chấp bây giờ đó là ông thượng nghị sĩ McConnell của đảng cộng hòa chủ tịch thượng viện nói không cứu xét mà chưa biết bao giờ cứu xét cái omnibus uh, biên này và trong khi ông ta trả lời ông ta nói rằng ông ta không muốn thực hiện xã hội dân chủ cho người giàu đây là ám chỉ tới cái việc đảng à, dân chủ muốn tài trợ cho những công ty những cá nhân nào à, có thế lực với đảng họ và ông McConnell còn nói thêm là thượng viện sẽ phải cứu xét hai ưu tiên mà ông Trump đã đề nghị là gian lận trong bầu cử và cái điều khoản mà thường khán giả thường nghe nói đến đó, là cái điều khoản 230 trong cái luật gọi là là đứng đắn trong truyền thông 1996 cái cái, cái điều khoản 230 cấm những cái diễn đàn công cộng ở à, diễn đàn xã hội uh, đăng tin thất thiệt và nhiều khi nghe là chửi bới mạ lị cá nhân mà không bị truy tố thì ông Trump muốn bãi bỏ cái đó thì đó là cái sự tranh giành ảnh hưởng giữa hai đảng và cho đến giờ này không chưa biết được cái gọi là 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 cái tiền uh, cứu trợ và cái ngân sách của hành pháp sẽ được thông qua lúc bây giờ. Vâng, tới đây Kim Nhung xin được phép vào một số thông tin thương mại. Kim Nhung xin phép các khán giả để có thể vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình The Kim Nhung Show của Đài. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị với buổi nói chuyện trong đầu năm với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã về những vấn đề của Hoa Kỳ. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.